chúng ta lại được gặp nhau trong bài học số 5 của phần IELTS Reading. Và trong buổi học trước thì người ta đã giới thiệu với các bạn là dạng bài Matching Headings, tức là khớp nối tiêu đề của đoạn văn. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với dạng bài mới nhé. Người ta và các bạn sẽ tìm hiểu cách làm dạng bài Sentence Completion, có nghĩa là hoàn thành câu thông qua chủ đề. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một chủ đề có thể nói là hot trend, đúng không? Một cái xu hướng rất là được quan tâm ngày nay, đó chính là technology, công nghệ. Và các bạn đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Trước khi đọc và làm bài thì các bạn hãy cùng người ta học một số từ vựng của chủ đề technology, công nghệ và xuất hiện trong bài đọc nhé. 1. Trailer. A box on wheels that is pulled by a car and is used for taking things from one place to another. Number 2. Revolutionize. To completely change something so that it is much better. Vậy thì nó xuất phát từ là revolution, tức là cái cuộc cách mạng đúng không? Và tức là chúng ta thay đổi hoàn toàn một cái gì đấy thì nó trở nên tốt hơn. Gọi là cách mạng hóa. 3. Device. An object or machine that has been invented for a particular purpose. Một thiết bị. 4. Impact. Impact means effect, có nghĩa là một cái sự tác động, sự ảnh hưởng. 5. Modify. Change something usually to improve it or make it more acceptable. Vậy động từ modify bằng nghĩa là thay đổi một cái gì đó, đúng không? Một cách thường xuyên để mà cải thiện nó hoặc là làm cho nó trở nên là dễ chấp nhận hơn, tốt hơn. Bây giờ người ta sẽ cho các bạn ví dụ cụ thể với các từ này và đừng quên hãy đọc để tìm hiểu cụ thể cũng như là tự đặt câu với nó. 1. The car was pulling a trailer with a motorcycle on it. Newton's discoveries revolutionized physics. You can stream music on your tablet or other mobile device. The anti-working campaign had had or made quite an impact on young people. The proposals were unpopular and were only accepted in a modified form. Các bạn đã bao giờ làm dạng bài sentence completion, hoàn thành câu bao giờ chưa? Kết quả có tốt không? Và nếu chưa tốt thì các bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì ngay bây giờ thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách làm dạng bài này để có thể đạt kết quả tốt nhất nhé. Nhiệm vụ của các bạn khi gặp dạng bài sentence completion trong IELTS Reading đó là hoàn thành câu không quá 3 từ hay một con số được lấy ra từ một bài văn để điền vào các chỗ trống. Và vị trí của những chỗ trống thường là ở cuối câu nhưng cũng có thể là ở đầu hoặc là ở giữa các bạn nhé. Tức là nó cũng không nhất thiết phải là cuối câu đâu. Và để làm dạng bài này thì các bạn hãy thực hiện các bước sau. 1. Giống như các dạng bài khác thì việc đầu tiên của các bạn cần làm đó chính là đọc hướng dẫn làm bài thật cẩn thận, ghi chú số lượng từ tối đa mà các bạn được viết và chú ý xem là các bạn có viết chính xác các từ như là trong văn bản hay không. 2. Đọc các câu văn chưa hoàn thiện, gạch chân từ khóa và xác định dạng thức của từ có thể được sử dụng để hoàn thành câu và phán đoán thì câu trả lời. Sau đó thì các bạn hãy đọc lướt thật nhanh văn bản để xác định xem là thông tin của câu nằm ở đâu ở trong bài đọc, dựa vào các từ khóa đã gạch chân. Đọc lại các câu chưa hoàn thiện một lần nữa. Bước 5, đọc bài thật kỹ để tìm câu trả lời. Và bước 6, sau khi đã xác định được từ hoặc là các từ cần điền, các bạn đừng quên kiểm tra xem mình đã viết đúng chính tả hay chưa nhé. Luôn luôn vẫn là lời nhắc nhở về chính tả, đúng không nào? Đối với các câu còn lại thì các bạn lặp lại các bước mà người ta hướng dẫn nhé. Bây giờ thì các bạn hãy cùng với Mika thực hành làm một bài đọc mẫu cho dạng bài sentence completion hoàn thành câu nhé.
Việt Ca sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một, nên các bạn hãy chú ý theo dõi và hãy cố gắng làm chính xác từng bước để đạt hiệu quả cao nhất. Bước 1, các bạn hãy cùng Việt Ca xác định số lượng từ tối đa mà các bạn được viết vào câu trả lời. Yêu cầu của đề bài là gì nhỉ? Chúng ta đã đọc yêu cầu đề bài chưa? Yêu cầu của đề bài là no more than two words from the passage. Như vậy câu trả lời chỉ gồm 1 đến 2 từ thôi và 3 thì đã là quá rồi đúng không nào? Và các từ phải là from the passage, tức là lấy từ trong đoạn văn, cho nên các bạn cũng không được biến đổi dạng từ các bạn nhé. Bước 2, đọc các câu văn chưa hoàn thiện, các bạn cần gạch chân từ khóa, sau đó thì xác định dạng thức của từ có thể được sử dụng, tức là từ loại đúng không ạ, để hoàn thành câu và phán đoán cái câu trả lời. Các từ khóa mà các bạn cần gạch chân như sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là chúng ta đã thử gạch chân đúng hay chưa nhé. 1. The word terre in the Nepali language means dot dot dot. Number 2. A more common name for trypanosomiasis is. Number 3. In Bangladesh, the local word for a fish cage is. 4. The charity motivation called their wooden wheelchair dot dot dot. Và bây giờ chúng ta cùng xác định dạng từ cần điền vào từng câu nhé. Câu 1 thì là một từ có nghĩa tương đương với từ terre. Chúng ta không phản đoán được là loại từ gì bởi vì nó phụ thuộc vào loại từ của từ terre. Nhưng mà chỉ cần đọc xung quanh từ này trong bài đọc thì các bạn sẽ dễ dàng tìm ra dựa vào cấu trúc tương đương với means, tức là có nghĩa là, đúng không nào? Câu 2, 3, 4 thì đều cần danh từ tương đương với name và word các bạn nhé. Sau khi đã xác định xong từ khóa và loại từ cần điền rồi thì các bạn hãy đọc lướt thật nhanh văn bản để xác định xem từ khóa nằm ở đâu và từ đó thì tìm ra vị trí thông tin của câu trong bài đọc nhé. Không khó chút nào để các bạn tìm được những từ và những cụm từ mà người ta đã highlight ở trên đúng không nào? Bây giờ nhiệm vụ đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi, các bạn hãy cùng người ta đọc lại mà các câu chưa hoàn thiện một lần nữa. Bước 5, chúng ta sẽ tiến hành bước quan trọng nhất, đó chính là đọc bài đọc thật kỹ để tìm câu trả lời. Người ta lưu ý với các bạn rằng thường thì câu trả lời chỉ trong phạm vi vài câu xung quanh từ khóa đã được highlight thôi nhé. Câu 1, các bạn đã nhận ra được cấu trúc giải thích nghĩa của từ là terre ngay sau từ đó đúng không nào? Terre or plains. Vậy thì từ cần tìm chính là từ plains. Vậy thì chúng ta cũng chú ý những cái trường hợp đó là có một từ lạ lạ, sau đó có or hoặc là gạch ngang và đến cái từ tiếp theo. Thì từ tiếp theo chính là mang cái nghĩa của cái từ lạ đó. Câu 2, chúng ta có cụm từ là trypanosomiasis, sometimes known as sleeping sickness. Vậy thì nó là một từ khoa học rất là dài đúng không ạ? Nhưng mà nhờ cái cụm từ là known as mà chúng ta biết được rằng nó chính có nghĩa là sleeping sickness, tức là gọi là bệnh liên quan đến việc ngủ, ví dụ như là chứng mất ngủ chẳng hạn. Câu 3, các bạn để ý ngay được rằng là the harbor is a fish cage. Vậy thì harbor là một từ không có trong từ điển. Thế nhưng mà nó đã được giải thích đúng không? Is a fish cage. Do đó thì harbor chính là từ còn thiếu. Câu 4 hơi khó hơn một chút, đó là các bạn phải đọc kỹ hơn nhé. Và mình sẽ thấy là set up production of the Mekong wheelchair. The wheelchair designers that the Mekong should be a wooden frame chair. Vậy thì chúng ta chắc chắn rằng tên của cái wooden wheelchair chính là Mekong rồi, đúng không nào? Bước 6, sau khi đã xác định được từ và các cụm từ cần điền thì các bạn đừng quên kiểm tra xem mình viết đúng chính tả chưa, và các bạn hãy theo dõi đáp án chính xác ở trên màn hình nhé. 1. Plains. 2. Sleeping sickness. 3. Harper. 4. Mekong.
Vậy là bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta vừa làm quen với chủ đề technology, công nghệ cũng như là thực hành dạng bài sentence completion, hoàn thành câu trong kỹ năng IELTS reading. Và các bạn hãy học từ vựng, hãy làm thêm dạng bài tập này ở nhà bằng phần luyện tập ở bên dưới, và chúc các bạn hoàn thành đúng tất cả những bài tập cũng như là nhớ được và sử dụng được hết tất cả những từ vựng mà chúng ta đã được chia sẻ ngày hôm nay. Goodbye and see ya.